Kênh chăm sóc dừa Minh Nguyễn Miệt Vườn kính chào quý bà con nông dân. Thì như bà con biết, thường thường ta nói nắng hạn thì gặp mưa dầm, thì nó được mùa thì sẽ thất giá đó. Như bà con thấy cái thực tế như bây giờ bà con biết đó, bây giờ cái mùa mưa này cái dừa chúng ta nó có trái rất là nhiều, nhưng mà cái giá cả thị trường bây giờ thì nó rất là rẻ đó. Thì ta nói là được mùa thì thất giá đó. Cái giai đoạn này bà con biết không, lý do tại sao cái mùa nắng chúng ta cái cây dừa chúng ta nó mắc, cái giá cả nó mắc là gì? Là mùa nắng không có dừa để bán. Lý do là cái mùa này bà con biết không, mùa này chúng ta không trị được, nó rụng trái non và khô đen bông. Phải bà con nhìn cái cây dừa chúng ta hiện tại bây giờ nó đang trái rất là nhiều, buồn ra rất là nhiều trái, nhưng tỷ lệ đạt không qua không cao hơn 50% đó, nó đen bông, nó rụng trái non đồng loạt luôn. Thậm chí một buồng dừa khoảng mấy chục trái nhưng mà nó rụng còn 2-3 trái đó. Thì Minh Nguyễn mình là kênh chăm sóc dừa, mình chuyên môn bên cây dừa, thì mình hiểu biết rất rõ về cái cây dừa. Cái hiện tại bây giờ rất là nhiều bà con trên cộng đồng mạng trên cả nước chúng ta đã bị cái hiện tượng là dừa rụng trái non, khô bông, đen bông rất là nhiều. Thì chính vì vậy hôm nay mình sẽ đưa ra những cái sản phẩm này để giúp cây dừa bà con tăng đậu trái tối đa và nó giảm tới 70-80% cái hiện tượng là khô bông, rụng trái non đồng loạt ha. Thì cái trong thời gian vừa qua cái nước mưa nó cái thời nắng hạn gây gắt khoảng 2-3 tháng trời trên diện rộng, thì nó cái ảnh hưởng tới cái sự mà cái môi trường rất là cao. Thì bây giờ tôi nói nắng hạn gặp mưa dầm, thì mưa đến rồi thì nó tới nắng hạn gặp mưa dầm thì nó sẽ bị sốc nhiệt, có nghĩa là bà dừa bà con nó bị sốc nhiệt, nó rụng rất là nhiều đồng loạt trên cái diện rộng nha. Thì hôm nay chính vì vậy mình đưa ra một cái sản phẩm này, chính là cái chai rong biển hữu cơ. Mình xin phép che logo luôn nha bà con. Rong biển hữu cơ này nó giúp chúng ta giải trừ đi những độc tố có trong nước mưa đó, và nó cải thiện đi cái sự mà bị sốc nhiệt cho cái cây trồng chúng ta đó. Thì cái cây này có công dụng như sau, nó là dạng rong biển hữu cơ, xịt vô nó sẽ mát lá, mát bông và mát trái. Dừa chúng ta mà cái đọt dừa, cái cơi đọt dừa nó bị ốm teo, không phát triển được, dừa rụng trái non, bông trổ ra không có đẹp màu, thì bà con nên sử dụng cái chai rong biển hữu cơ này phun vô cho mình. Cứ từ 10 ngày đến 15 ngày bà con phun cho mình một lần, thì nó sẽ cải thiện đi rất là nhiều cái rất là tốt cái vấn đề mà dừa bà con bị rụng trái non và mất sức. Nó sẽ giúp cái đọt dừa, cơ đọt dừa chúng ta nở to. Và đặc biệt cái chai này nó rất là thần kỳ với tất cả các loại cây trồng. Bà con có bưởi, cam, quýt, xoài, ổi và sầu riêng và rau màu, kể cả lúa luôn, bà con kết hợp vô bà con phun cho mình, nó sẽ giữ cái bộ lá xanh mướt và bung cái cơ đọt ra rất là mạnh ha. Đây là rong biển hữu cơ. Chai này là chai thể tích 1 lít, phun được 14 bình 25 lít, tương đương 300 đến 300 ml nước nha. Nó cho 400 nhưng mà mình giật lại còn 350 thôi. Đó. Thì đó, thì bà con áp dụng cái chai này cho mình thì bảo đảm cái dừa bà con sẽ cải thiện đi rất là nhiều cái vấn đề mà bị dừa khô bông đen bông. Và tiếp tục một cái chai nữa là cái chai boron, boron B cộng ha. Boron công nghệ mới, boron B cộng rất là hay, nó tăng cường thêm 10% cái lượng bo trong đó, cho nên bà con xài vô nó rất là hiệu quả cho cái cây dừa, đặc biệt là cây dừa nha. Bà con xài cái chai này, tại mình là chuyên môn cây dừa thì bà con xài cái cây nào và sử dụng cái loại thuốc đó thì nó rất là ok. Còn cái chỗ bà con không có thì bà con ra bảo vệ thực vật bà con mua, bán cho tôi dừa vậy thì rụng bông quá trời bán cho tôi, thì đại phần bảo vệ thực vật đại lý nó sẽ đưa cho bà con rất là nhiều cái loại thuốc, nhưng mà không chuyên môn cây dừa thì bà con xịt không có hiệu quả đó. Thì hôm nay Minh Nguyễn đưa ra cho bà con và nói lên cái gợi ý cho bà con, chai cái gì dùng thuốc loại đó thì rất là ok đó. Cái chai này thì nó thể tích nó nửa lít, phun được 7 bình 25 lít đó. Công dụng của nó là cái công dụng gì? Nó là dưỡng bông, kéo bông, chống rụng, tăng khả năng thụ phấn, và đặc biệt có cái hay nó là nó dai cuốn. Dai cuốn là cái dừa bà con á, thường thường cái dừa sim lung á, cái dừa nào cũng vậy, nó cái buồng nó trái nó nhiều thì nó sẽ bị cụp xuống, nếu bà con không treo thì nó sẽ bị
gãy buồng, gãy cổ là cái buồng dừa đó xong. Nhưng bà con xài cái chai này thời gian lâu dài nó sẽ hấp thụ được vô, nó sẽ nuôi nuôi trái và nuôi những cái cuống nó dày dẻo dày, nó không có bị gãy cổ. Đó là cái hay của cái chai này, Boron B cộng nha. Phun được 15 bình, 14 bình xin lỗi, 14 bình 25 lít. Thì bình bà con 16, 18, 20 thì theo cái tỷ lệ là mình sẽ tăng lên được thêm vài một hai bình nữa nha bà con. Thì nếu cái vườn dừa của bà con hiện nay nó đang bị nứt rõ, nứt đồng loạt, tại biết sao, nắng hạn gặp mưa dầm thì cái dừa nó chúng ta nó háo lắm, nó nước nhiều nó hút đại hay nhiêu thì nó sẽ tức, nó sẽ bể bụng ha, tức nó bể bụng, tức cái thì nó sẽ bị nứt màu, nó sẽ rụng. Thì đây cái gối Calibor giúp chúng ta là đẹp màu ngọt nước, và đặc biệt là nó giảm đi cái tỷ lệ mà nổ trái nước trái rất là rõ. Cái gối này nè, Calibor này, nó ra qua sớm, giao hạt nhanh, xuống củ mạnh, bóng trái đẹp màu ngọt nước, xài cho tất cả loại cây luôn. Nhưng mà mình kết hợp vô cái này, mình không có xài chính nó, nhưng mà mình muốn cái trái lên màu đẹp thì mà bà con xài cái kem vô cho này, đặc biệt cho này nó phì trái nha bà con, nó tròn trái lắm, bì hoành nó rất là cao. Đó, kết hợp vô một gối này xịt là kết hợp được 3 bình 25 lít vô cho mình. Rồi thì một cái bộ combo như chẳng hạn như là cái đây là cái chai con ếch xanh này, cái chai này nó nhỏ xíu thôi nhưng mà nó có công dụng thần kỳ như sau, là nó sẽ dẫn thuốc đi, nó loan tỏa thuốc rất là mạnh. Bà con xịt vô cái mùa mưa này bà con nên xài cái chai này, bởi vì nó sẽ dẫn thuốc đi, nó dẫn thuốc rất là lẹ. Hay nữa nó có cái một cái chất để là kích dính ha, bà con xịt vô mưa gió không trôi. Đó, xịt nửa tiếng đồng hồ vô bà con, mưa ầm ầm bao luôn không trôi. Đó thì Minh Nguyễn không làm mất thời gian bà con nữa. Thì một cái bộ sản phẩm này bà con nếu mà muốn đặt hàng thì bấm vào cái hình tròn mé bên phải là bà con sẽ có hàng, ok bà con nha. Đó rồi thì bà con xem thấy hữu ích thì ủng hộ và chia sẻ cho bà con nhiều người khác cùng xem nha bà con. Thôi chào quý bà con.